Xin chào bạn, trước đây thì chúng ta đã biết tới cái hãng Jabra thông qua những cái chiếc tai nghe Bluetooth giúp chúng ta nghe nhận cuộc gọi. Ngoài ra thì họ cũng có những cái dòng sản phẩm để sử dụng trong quá trình luyện tập thể thao, ví dụ như là Jabra Coach hoặc là Jabra Pulse. Thì bây giờ họ ra mắt thêm một cái sản phẩm giá rẻ nữa là Jabra Pace. Đây có thể nói là một cái chiếc tai nghe tập luyện thể thao giá rẻ nhất trong số những cái dòng sản phẩm của Jabra. Đặc điểm của nó như thế nào cũng như là nó có những cái chức năng gì đặc biệt hơn so với lại những cái sản phẩm trước đây, mình xin chia sẻ với các bạn trong clip này. Về thiết kế thì các bạn có thể thấy là cái điểm đặc biệt của cái chiếc Jabra Pace này so với lại hai cái dòng sản phẩm tai nghe thể thao trước đó là chúng ta sẽ có một cái móc để cố định cái tai nghe vào trong vành tai của chúng ta. Thì ở hai phiên bản trước thì chúng ta chỉ có một cái vòng cố định nó nằm ở bên trong tai thôi, nhưng mà bây giờ thì có cái vòng móc này thì sẽ tạo cái cảm giác an toàn hơn và chúng ta sẽ thoải mái chuyển động hơn mà không có sợ bị cái tai nghe bị rớt ra trong quá trình mà chúng ta chạy bộ hoặc là luyện tập thể thao, có thể nói là ở cường độ cao. Vòng móc vào tai bằng cao su này thì chúng ta cảm thấy là khá là linh hoạt, chúng ta có thể thoải mái bẻ qua bẻ lại như thế này đó. Cũng khá là linh hoạt. Cái phần ở bên dưới thì ở bên trong là chúng ta sẽ có một cái khu vực để đặt cái driver ở bên trong và nó được đặt nghiêng so với lại cái tai của chúng ta để cho cái âm thanh có thể nói là được truyền vào tai nó tốt hơn. Tuy có kích thước có thể nói là hơi bị to như vậy nhưng mà mình cũng khá là bất ngờ khi mà tháo ra và đeo lên tai thì cái với cái trọng lượng 21g của nó thì có thể nói là rất là nhẹ so với lại cái kích thước của nó và cũng có thể nói là so với lấy lại mặt bằng chung của những cái chiếc tai nghe khác, cho cảm giác khi đeo thì cũng khá là thoải mái. Khi mà đeo vào đây thì dường như là mình chỉ còn cảm nhận được cái vòng nó nằm ở trên vành tai thôi. Ngoài ra thì cái phần chứa driver cũng như là những cái thiết bị ở bên trong thì nó không có gây ra quá nhiều cái cảm giác nặng nề. Kết nối giữa hai tai nghe là một cái sợi dây dài khoảng 30cm. Thì cái sợi dây này nó có khả năng chống rối khá là cao đó. Mình cũng khá là bất ngờ và cũng rất là thích ở cái điểm này. Khi mà chúng ta để đặt ở đâu đó thì khi mà buông ra sẽ trở lại cái vị trí bình thường. Mình rất là thích cái khả năng chống rối này. Giá mà những cái chiếc tai nghe cao cấp hơn mà sử dụng cái loại dây này tuy nó hơi dày chút xíu nhưng mà cái khả năng chống rối tốt thì khi muốn sử dụng nhanh thì cứ chúng ta chỉ cần lấy ra xài thôi, không có cần phải gỡ rối, rất là tốn thời gian và cũng khá là bực mình. Thì ở trên cái sợi dây này chúng ta sẽ có một cái khu vực điều khiển, nó bao gồm mà những cái nút điều khiển cũng khá là cơ bản thôi, thí dụ như là nút tăng giảm âm lượng, nút vị trí ở trung tâm cho phép chúng ta điều chỉnh bài hát, rồi kích hoạt Siri hoặc là Google Now này nọ ở trên Android hoặc là iOS. Ngoài ra thì ở đây chúng ta sẽ có một cái vị trí lỗ nhỏ và đây chính là cái mic, cũng khá là dễ nhận biết giúp chúng ta có thể là nghe gọi, nghe nhận cuộc gọi trong quá trình tập luyện thể thao. Ở bên cái củ tai bên trái chúng ta sẽ có một cái phím điều khiển ở đây, thì thông qua cái phím này chúng ta sẽ có thể kích hoạt cái chế độ gọi là huấn luyện viên, mình tạm gọi là như vậy. Có nghĩa là cái chiếc tai nghe này nó sẽ hoạt động với lại một cái app theo dõi quá trình tập luyện thể thao ở trên điện thoại di động. Thì khi mà chúng ta trong quá trình tập luyện mà chúng ta kích hoạt cái phím này lên thì sẽ có một cái giọng nói phát ra chúng ta, cho chúng ta biết là cái quãng đường đã đi được là bao nhiêu, cũng như là lượng calo đã đốt cháy là bao nhiêu. Đó, thì đây cũng chính là cái thế mạnh và một cái điểm mang tiền của cái chiếc tai nghe này. Mặc dù là nó không có được trang bị những cái cảm biến như là cảm biến GPS hoặc là cảm biến đo nhịp tim giống như một số các cái sản phẩm tương tự trước đây của Jabra, nhưng mà đổi lại thì với cái chức năng này mình cảm thấy là khá là an toàn. Tại vì nó sẽ giúp cho chúng ta trong quá trình tập luyện thể thao mà thí dụ như tập luyện một mình thì có cảm giác như là một cái người bạn hoặc là một cái người huấn luyện viên nào đó đang ở bên cạnh chúng ta và thông báo cho chúng ta cũng như là đưa ra những cái lời khuyên trong quá trình luyện tập thể dục thể thao, cũng khá là hấp dẫn. Một cái điểm đáng chú ý khác của chiếc tai nghe này chính là cái khả năng sạc nhanh của nó. Theo thông tin từ hãng sức thì họ cho biết rằng là cái chiếc tai nghe này đến khi cạn pin vậy thì chúng ta chỉ cần sạc khoảng 15 phút là chúng ta đã có thể sử dụng trong vòng 1 giờ đồng hồ. Và nếu mà sạc đầy pin thì mặc dù kích hoạt cái kết nối Bluetooth 4.1 liên tục với lại cái chiếc điện thoại di động và trong quá trình sử dụng thì chúng ta vẫn có thể xài được là tới 5 giờ. Cái điểm đáng chú ý cuối cùng cũng là cái nguyên nhân để mình để cái ly nước ở phía trước mặt mình chính là chúng ta có thể có khả năng chống nước. Chiếc tai nghe này được hãng cho biết là đạt chuẩn chống nước IPX54, cũng như là những cái độ bền, những cái tiêu chuẩn độ bền quân đội như là chống bụi, chống mồ hôi hay hoặc là chống va đập thì khá là tốt.
ở cách đây không lâu thì một số thử nghiệm trong nước khác đã thất bại. Mình hy vọng rằng là thử nghiệm trong nước này không thất bại như những lần trước. Ok, xin cảm ơn các bạn.